con gái. Có con đẹp chứ đại gái đó. Con gái là ai? Con gái không? Không phải. Nè, ngồi đây tôi mang rồi nè, trời ơi, đẹp quá. Chút gì trời? Nó dính rồi kìa. Nó dính rồi kìa. Trời ơi, mang dép cho cậu Hiếu luôn hả? Cà chớn quá mày ơi. Cái này đâu ta? Ai biết? Cái này dính tới đâu ta? Cái này dành chạy thôi. Ừ, vậy thôi hả? Cà chớn thì có bi. Rồi, tránh giá đi cho tôi đi coi. Tôi đi được không trời? Không được. Đi được không? Té Bi ơi, té. Trời khoái lắm, Hiếu khoái mang mấy này lắm. Thiệt có. Mệt mỏi. Không là. Té đó con ơi. Mấy con ơi, con mang phải không? Ai 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 không được Bi ơi. Đó thấy chưa, không được đâu Bi ơi. Ca sĩ tương lai hả? Đó, không được đâu Bi ơi, cao lắm Bi ơi. Không được. Cái này dành cho con trai. Cái này dành cho con gái. Là đi chơi với Bi nè. Chơi gì? Chạy đơn chơi. Cái đó làm gì? Chơi Bi. Cái vậy chứ nó làm gì? Chơi Bi. Trời ơi, đập. Trời ơi, cái đó của ai mà con quậy quá vậy? Cậu Hiếu có cho con chơi không? Trời ơi. Vui lắm. Rồi đúng luôn rồi, đúng màu luôn rồi. Ôi ôi hay quá. Trời gì nữa? Cái lượt nữa. Cái lượt nữa nè. Cái lượt bự quá. Trời ơi, cái lượt bự quá nè, cho mình nhỏ. Cho làm gì lượt làm gì? Trời ơi, chạy tóc, chạy tóc. Trời ơi. Cái gì? Mặt làm sao nữa? Rồi. Rồi sao nữa? Gì nữa, chảy lông mày đi. Chảy màu gì? Chảy lông mày đi. Chảy màu gì? Lông mày đâu, lông mày đâu? Cái này dễ à. Con giết. Dễ lắm mày. Dễ mày gì? Dễ mày gì? Thôi thôi, con không giết cái đó đâu. Chứ làm gì? Cái đồ trang điểm đâu? Cái đó đồ trang điểm đâu? Cái gì cái gì? Cho nó hợp gì đi, cho nó cái hợp gì đi. Đây. Đây em được cầm chim đầu tiên. Xong chưa? Rồi, giờ tới chị ra. Đây nè, Như Ý nè. Đó, bữa nay là Như Ý đi quay chung với Hồng Phượng luôn á, gặp nhau nè. Sau mấy tháng dịch thì Ý mới được có cơ hội được gặp chị Phượng với cả nhà. Chứ không dễ gì gặp chị Phượng đúng không mọi người. Rồi nè. Rồi bây giờ đi xuống nè.